sẽ một em. Hello, anh bước vào show mang theo cành hoa tặng em nè. Hello, anh bước ngoài phố đường vắng, trắng gì đâu mà quá trời trắng, tóc em dài và mũi em. Ghe chiêu cà mau vừa cắm sào trên bờ kênh Nga Bài. Sao cô gái năm xưa chẳng chạy ông anh ơi rồi. À, cô đi xem ạ. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại iFilm. À, tôi để qua quận tư á, 100.000 nha. Anh cứ chạy đi, tiền bạc với tôi không là vấn đề đâu. Nói này cô. Đây hả cô? Sao cô? 10 năm Sài Gòn thay đổi dữ ta. Trời ơi, thành phố mình bây giờ thay đổi dữ lắm. Thay đổi từng ngày từng giờ luôn, chứ đừng nói 10 năm. Cô Việt Kiều về thăm quê hương đúng không? À, để tôi đoán thử coi. À, cái tướng này là Việt Kiều Mỹ nè, đúng không? Không phải nè, cái này chắc đúng luôn nè. Cô là Việt Kiều Úc, đúng không? Em Việt Nam. Giỡn hoài à, đã 10 năm trời không bước ra khỏi nhà. Em ở tù. Ở tù hả? Tội gì vậy? Cướp xe ôm. Chịu chịu quá, xe còn trong xe. Tôi còn mẹ già, con dại. Phim nên... được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại iFilm. Nhớ có bằng lái chạy đòi mũ bảo hiểm đàng hoàng nha. Anh ơi, anh có muốn chia rẽ mà giá rẻ không? Trời đất ơi, mấy mốt đừng có làm ta hết hồn kiểu đó nữa nha. Không có tâm trí nào vui vẻ nữa đâu. Em chỉ muốn vui vẻ thôi mà. Anh vui vẻ không? Giá rẻ lắm. Không có tâm trí nào nữa đâu. Thôi bữa khác đi. Anh đi đi mà. Em bảo đảm là anh sẽ vui mà. Nha. Bây giờ tôi nói với cô là tôi không còn tâm trí nào để tôi vui vẻ nữa hết đó. Thôi bữa khác đi. Đi mà anh. Nha. Ok nha anh. Sẵn đang xui, làm cái xa xui cũng được. Nhiêu? 200 thôi anh. Wow. 200? Sao rẻ dữ vậy ta? Sao rẻ dữ vậy? Nè nè, có không chơi thời gian không? Không, anh muốn bao lâu cũng được trơn á. Bao lâu cũng được hả? Đúng rồi. Bao lâu cũng được, 200 quá rẻ. À, phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại iFilm. À, anh còn có 180 à. Thôi, coi như hôm nay trời mưa, bớt anh 20 cũng được nha. Bớt 20 luôn. Không bỏ chạy nha. Em đi quốc như thế này, sao mà bỏ được. Ồ, em dễ thương dễ sợ luôn đó. Bớt anh 20, mốt anh thành mối của em luôn. Nè anh, anh một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nha. Là sao? Thì em bé chuyện cười. Thôi với bà anh nha. Quay em. Trời ơi, tự nhiên bỏ ra 18, mua chuyện cười lại sao? Vừa mất xe, bây giờ mất luôn 18. Trời ơi, đúng là số nhỏ mưa.